Cô ấy tới làm gì? Thư của mình nè. Hai sinh viên đó không sao. Có ba sinh viên đã mất tích. Sao? Em trai tôi, Lily và còn Michelle nữa. Em trai tôi ở với tôi từ nhỏ tới lớn. Lúc ba tôi lâm chung đã dặn dò tôi nhất định phải chăm sóc nó tử tế. Đó là người thân duy nhất của tôi, là niềm hy vọng của gia đình chúng tôi. Chúng tôi đều đem nhiệt huyết cống hiến cho quốc gia của mình. Nhưng mà bây giờ chúng tôi có hai người đã nằm viện, ba người đã mất tích. Chúng tôi cũng không biết là họ còn sống hay không nữa. Tôi xin anh đừng có làm vậy mà. Cô cho thời báo cảnh sát ra sao? Đã làm hết cách rồi. Tôi thật tình hết cách mới tới cầu xin anh đó. Có những chuyện tôi giúp được nhất định sẽ giúp. Nhưng mà những người đó thì xin lỗi lắm phiền anh. Giáo sư Quang, giáo sư Quang cũng vì đưa tài liệu về tượng đồng cho tôi mà đã bị cảnh sát dẫn đi rồi.